đây là kênh lược tiên diện chẩn nha các bạn nhé. Thì cái kênh lược tiên này nó dài khoảng 12 cm, nặng 44 gram, cán của nó bằng gỗ hoặc bằng nhựa, và cái đầu này, đầu đinh này nó bằng inox này. Thì công dụng của nó thì trà sát trên vùng đầu, kích thích tuần hoàn máu não trên não, dùng trong các bệnh di chứng tai biến mạch máu não, làm đẹp da, mọc tóc, làm nóng ấm cơ thể rất nhanh, giúp thoải mái đầu óc. Thì mình dùng cái con bọ thì nó hơi nặng, thì mình dùng cái này nó nhẹ. Cái này nó gọn thì mình có thể để trong ví được. Mình cứ chải nhẹ trên đầu khoảng 10 vòng khắp da đầu ấy, thì nó sẽ làm khí huyết lưu thông. Và cái này thì những cái người mà có vấn đề liên quan đến thần kinh căng thẳng stress ấy, thì mình thấy là dùng cái này rất là tốt. Nó giúp cho mọc tóc rồi chống bạc tóc cũng tốt. Cái này á nó rất là đa năng và tiện dụng. Đấy. Rồi, đấy là chải đầu mà mình có thể chải khắp trên thân người được, trên tay, trên chân, trên bụng, trên cổ vai gáy, nữa các bạn nhé. Khi mà cổ vai gáy mình thấy nhức mỏi, mình có thể chà trên cổ vai gáy để chữa nhức mỏi cổ vai gáy.